từ Lũng Cú, điểm cao nhất của cực Bắc, đến mũi Cà Mau, điểm cuối trời cực Nam. Biên giới trên đất liền của Tổ quốc Việt Nam là một dải nối liền dài hơn 5.000 km sẽ được phản ánh sống động và chân thực qua cuộc thi ảnh nghệ thuật Tự hào một dải biên cương năm 2022. Bằng tất cả nỗ lực và công hiến, các nhiếp ảnh gia tham gia cuộc thi năm nay mang đến hơn 6.000 ảnh với nhiều chủ đề khác nhau. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp, nhịp sống thường nhật của đồng bào các dân tộc, nét văn hóa độc đáo trên khắp miền biên cương của Tổ quốc, công tác tuần tra, canh trực sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự của quân và dân khu vực biên giới. Tất cả góp phần giúp công chúng thêm gần gũi, thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về quê hương đất nước. Lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật Tự hào một dải biên cương năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Quốc phòng Việt Nam vào 20 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2022.